Hello, hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con nộ Tam Quốc ha. Đó, ba lát nhân vật ha. Cho anh em nào muốn chơi con nào thì chơi. Nhưng mà mình chắc là xài con này rồi. Nhìn nó nhô quá. À, nhà yêu, ok, vô game. Vâng, em đã không cho đăng ký bằng tiếng Việt. Đồ lữ bố nè, nhìn ngầu ghê không? Vãi thật. Game này chơi sao đây trời? À, bàn phím hả? Tôi giết ai, có thấy giết ai đâu. Rồi không có quái, không có gì hết. Rồi đánh với ai trời? À đánh với mấy thằng này hả? Ôi rồi rồi rồi, đẹp ghê không? Ôi ơi, kỹ năng kìa. Chết luôn hờ à. Lắc nha, lắc nha. Hơi lắc nha. À có thằng đại tướng rồi đậu mất. Cưỡi con gì vậy? Con ngựa. Ôi giời ơi má ơi con ngựa. Wow wow, game này game luyện tướng rồi, ngon. Lâu lắm mà không có con game này để luyện tướng ha. Ba bốn hàng ăn hiếp một đứa phụ nữ. Rồi bây giờ vô game mà giờ làm gì đây? À làm nhiệm vụ nè. Game này có phi kim cương rồi phi gầm mê rồi phi tệ rồi phi VIP này nọ nha anh em. Đăng nhập có nhận tướng Trương Phi nữa ha. Dạo này game trên Milu đồ có bộ ngon dữ ha. Theo thấy là dạo này game trên Milu hơi bị ngon á. Milu đồ 3733 đồ ha. Ủa mà hình như có để auto mà. À qua map 2 hả? Đâu? Cái gì vậy? Đâu ra hả? Trời 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 má tướng núp lùm kìa. Trời ơi. Chết mất dạy ta. Chơi mà chơi núp lùm. Núp lùm, núp lùm, núp lùm. Tao ghét núp lùm, tao ghét núp lùm. Đồ có đóng băng luôn hả? Ghê hả? Rồi xong cái map này hả? Kỹ năng cũng đẹp anh em. Được ha, được ha. Em cũng ok. Nè có shop gờ mê ra rồi nè. Ồ có quay tướng luôn hả? Nè 38.000 kim cương cho đến 40.000 đi. Wow cáo chín đuôi hả? Rồi bỏ vô đội hình đâu?
À đây. À à có đội hình nè anh em. Ok ok được. Đâu có nhiều con tướng đẹp dữ ta. Anh em nhớ like xem mạnh mạnh ha, để kênh heo lên đề sức, để có thêm động lực mà up thêm nhiều con game hay ha, như là Phi GM hay là Phi Tệ, Tam Quốc này kia ha. Gì mới vô bị trói rồi. Tao bay tính chơi tập thể tao à. Đồ có chán sĩ cường tráng vô rồi kìa, trời ơi. Tao bay làm gì? Tao bay làm gì với con bét của tao? Làm gì với con bét của tao? Chán sĩ hơi yếu nha, bắn tên như cứt vậy á. Chán sĩ sắp chết rồi. Đồ có chiêu hồi máu búp máu nữa hả? Ok ok, cuối cùng cũng được để auto rồi. Đó đó, trời ơi kỹ năng đẹp anh em. Được được nha, trời khoái mấy cái game mà luyện tướng mà đi mà có người hỗ trợ giống vậy nè. Khá là đam mê luôn chứ. Game Tam Quốc nha, nộ Tam Quốc. Chả biết Việt Nam có cái con game này không nữa. Khá ngon, khá ngon. Trời ơi. Tôi nên mở thêm cái chức năng nạp tệ không ta? Chứ thấy là khá là ngon nè, đó. Thôi được rồi, thằng nhỏ chịu thua rồi mà đánh riết. Đây có GM nè anh em. Có shop GM nè, GM có tướng SR luôn hả? Đồ. Gì vậy? Có cạc nữa nè, bãi lúa. Wow, GM có con ấy luôn nè, có con Lữ Bố. Ôi giời ơi, ngon. Mà chắc lên được tới GM đó là chắc cũng xanh cỏ rồi hả? Đồ, có quay tướng này nữa hả? Wow, wow, được nè, đồ, dòng quay tướng hả? Ngon gì hả? Chết mạ. Xài hơi nhiều kim cương ha. Quay, quay, quay. Để coi ra cái giống gì. Toàn là SR không má ơi. Quay gì rồi chừng nào mới đủ đủ mảnh tướng. Ở trong này có SR nè, có khá nhiều nè ha. Nhưng mà ta đi tìm xem có gì ngon không. Này gì vậy? À, ô. Khoan, khoan, khoan. GM1 hả? Cái này cái gì vậy? Lễ bao gì vậy? Điểm VIP hả? Đậu. Đừng có đùa nhau chứ. Ok ok, để nó đi, chúc chúng ta quanh lợi ha. Cái này là nạp 10 tệ là được nè. À hồi nãy là mình quay á, hình như là quay cái vòng kia là được. Còn cái này là nạp 1 tệ là sẽ nhận được một con tướng nè, 63 68 tệ. Này là VIP, chúng ta đang ở VIP mấy đây? VIP 7. Ok. Đây quà VIP 7 nè.
đồ đăng nhập 7 ngày được con gì đây? À đây nè, đây nè. Đăng nhập 7 ngày được một con SSR nè anh em, này là Trương Phi ha. Ngon, ngon lành. Ngon, cũng khá là ngon. Ủa đánh cái gì nó vậy? Đậu phộng. Đang tìm chỗ nhập code mà kỳ vậy. Oh man. Oh đánh cái gì vậy? Đánh bánh bao kìa. Vui quá vậy. Chu cha đánh mấy cục bánh bao kìa anh em, ngon lành. Đồ, đồ. Cũng vui phết nhỉ. Chưa có nhiều người vô đánh bánh bao dữ. Hết thời gian rồi hả? Hết thời gian. Được 12 cái bánh bao. Còn cái này cái gì vậy ta? À online để nhận. Rồi bây giờ đi kiếm cái túi đây. Đồ, có con tướng SR nữa hả? À, đó là mảnh thôi. Đây là vàng. Túi vàng, cái này túi vàng. Đây, 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 cái túi này phải túi kim cương không nè. Đúng rồi luôn, kim cương 5.000, ngon. Phi túi kim cương luôn. Rồi bây giờ đi nhập code. Má đi kiếm cái chỗ nhập code cái nào. Giờ chả biết cái chỗ nào nhập code luôn. Nhập code ở đâu đây? Để thử nhập vào đây thử coi, phải không ta? Ok, cái này chắc không phải rồi, không đủ. Vậy là chắc cái này rồi. Ừ đúng rồi, chắc là nó rồi. Đó thẻ tệ. Ok, chỗ nạp nhập code vô là ở đây ha. Ok, đây chúng ta nhận code tân khẩu. Đó, vé thuốc bánh bao đá. Vàng đá này nọ. Rồi. Ok, rồi ăn hết code rồi ha. Rồi code ở đây này nha, bấm vào avatar. Bấm vào cái dấu này nằm ở giữa đó. Rồi, vô đó anh em nhập code ha. Thì chúng ta vô túi để lấy cái vé tệ của chúng ta ha. Đây.
328 tệ. Lụm nè. Lên được 300 mấy hả ta? Wow, 328.000 kim cương và điểm VIP luôn. Lên GM1 luôn. Đồ ngon ăn ha. Đồ còn phi cho chúng ta 50 lần quay vòng này nữa chứ. Ngon rồi, quay thử coi. Đó, trời ơi, mảnh trường phi cái gì à? Mảnh quan công, quan vũ nè. Trời ơi, đẹp luôn. Đâu, ba mảnh luôn, được nha. Nhưng mà 80 mảnh mà đủ một con lận anh em. Thấy cũng hơi khốn đó. Khốn đến tận rốn đó ha. Rồi bây giờ lên được S VIP rồi nè, đó VIP nè, full VIP nha. Lên được S VIP 1 GM1 luôn. Đó ngon. Muốn lên nữa thì nạp thêm ha. Trời ơi, GM3 là được quan công nè. GM4 là chúng ta sẽ được Lữ 4 ha. Đồ Lữ 4. Còn đây là ai vậy? Không biết, không nhìn được hết. Rồi quà S1 nè, GM1 nè. Đó, phi cho chúng ta GM luôn là ngon rồi. Rồi, game phi chỉ có như vậy thôi ha. Rồi anh em nào có chơi thì tải về ha. Con này là nộ Tam Quốc ha. Mở ra được gì đây? Vũ khí tím hay gì vậy? À đá. Đây vàng 24 carat nè. Rồi 24k nữa chứ phải lờ. Má để cái chữ thì chơi vàng 24k. Trời ơi. Rương đá nè. Rồi bánh bao nè. Rồi giờ vô quay tướng thôi. Không thì có thể lấy số kim cương này chúng ta đi quay tướng trong kia ha. Phi 360. Đây nè, 360.000. Quay 10 lần, đó quay thử xem có gì vui. Đồ con tướng nhiều à? 3 sao chắc ít SR quá. À, chỉ có SR thôi à. Còn mấy con này quay được 5 mảnh nè. Đậu phộng, quay ở đây còn ngon hơn quay ngoài kia nữa. Sao lại game này nữa? Tỷ lệ game nó hơi ngon hay gì vậy? Đăng nhập ngày anh em có thể nhận được Kim Nguyên Bảo nữa nha anh em. Ok, làm thêm 2 lần nữa coi. Nhớ nha, đăng nhập 7 ngày anh em sẽ nhận được trương phi ha. Cũng khá là ok. Rồi thôi, link để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Ok, bây giờ vô đánh thử một trận thôi. Bỏ con này ra đi. Một con game đối với heo là game mới ha, đối với anh em là
Game cũ hay mới thì heo không biết ha. Ok ok, đánh nào. Cái này không có thay đổi tướng được hả ta? À, đang đánh với con boss, đánh với con boss. Ok, ok. Vãi lời, có cương thi cây nữa chứ. Ồ, lên nộ được rồi kìa. Rồi, ok, link theo để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. Game cũng khá là thú vị, anh em nào muốn tìm hiểu thì tải về chơi ha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ HeavyKT nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những con game mới nhất. Ok, bye bye. Đồ, có kim cương trong này nữa nè. Wow. Wow. Ok ok, khá ngon khá ngon. Kim cương quá trời luôn. Rồi ok, thôi bye bye.